anh em Hoàng Long âm thanh số xin gửi lời chào tới chú Dũng nhá. Đây mấy anh em con đang test cái bộ combo theo yêu cầu của chú đấy. Có một cái đẩy liền vang WeBoost cam mà 1000 này. Ở đây con ghép với lại một đôi JBL KS312. Con này nó rất là to, còn con 310 nó nhỏ kìa. Và trên này con ghép một cái mic Shure UGX10 2 la mã mà buổi trước con có giới thiệu đấy. Thì cái con này đang bán giá chiên rất là rẻ ạ. Con ghép tạm ở đây để hát cho chú nghe, nếu mà chú ok thì chú lấy luôn cả cái mic này để con gửi luôn một thể. Thì cái con này con giới thiệu sơ qua về cái tính năng của nó thì nó rất là hiện đại. Nó có thể hỗ trợ đồng thời 4 cổng VCD này, DVD này, AUX này, BGM này, đồng thời 4 thiết bị. Và nó còn tích hợp thêm cái tính năng loudness nên là giống như là nâng tiếng ấy. Thì chú ấn vào đây nghe tiếng nhạc nó sẽ khác này. Đó. Cái giải bass, giải chung, giải chép nó sẽ được nâng lên và nó rất là tách bạch. Chú nghe nhạc thì chú nên ấn cái công tắc này để sáng lên thì tiếng chất nhạc nó sẽ hay hơn. Còn nếu mà chú hát karaoke thì sẽ tắt bớt đi để cho đỡ bị rú mic. Đây là ba cái núm chỉnh to nhỏ của mic ạ. Volume của mic, còn đây là volume của tổng, của mic tổng. Nếu mà chú tăng này thì cả ba cái mic này nó sẽ tăng theo. Đây là to nhỏ của nhạc này. To nhỏ của nhạc. Đây là chỉnh về nhạc này, bass của nhạc và chép của nhạc. Bass của nhạc này. Đấy. Chú tăng lên nó sẽ rất nhiều bass. Thì tùy theo, đây này cũng thế. Chú giảm chép này. Tăng chép này. Bình thường thì chú để khoảng tầm 2 giờ chiều cả hai cái này là ok ạ. Đây là cân bằng loa trái phải ạ. Còn cái này là chỉnh của mic. Tức là chỉnh bass của mic và chỉnh chép của mic. Đó, chỉnh chép của mic. Và công tắc này là tắt bật cái tính năng chỉnh bass chép. Chú nhả ra tức là không dùng cái này nữa mà nó sẽ tín hiệu nó sẽ đi thẳng. Còn ấn vào thì nó sẽ thay đổi cái tiếng bass chép của mic. Chú thích tiếng hát nó trầm ấm hơn thì chú tăng bass lên. Thích tiếng chép nó bay và sáng hơn thì chú tăng chép lên. Và nhớ là cái ống tắc này ấn vào thì nó mới có tác dụng. Ở bên này là echo, chỉnh echo ạ. Đây là echo tổng. Chú tăng lên thì nó nhiều nhại hơn và giảm đi nó ít nhại đi. Và đây cũng thế là chỉnh bass chép của echo. Thì mặc định cho đang để bass là 10 giờ và chép là 2 giờ chiều. Thì hiện tại với cái bộ này thì con thấy là ok ạ. Còn cái delay chính là cái khoảng thời gian của cái nhại ấy. Dạ, nhại ngắn hay nhại dài ấy. Còn repeat thì chính là nhiều nhại hay ít nhại ấy. Tùy theo chú thức chỉnh. Thì hiện tại hai cái này con đang để là 2 giờ chiều là đang rất hát là ok. Và thêm cái này trên cái mic này thì con đang để cái volume là khoảng 12 giờ thôi. Đây, sau đây mời chú nghe thử một đoạn nhạc nhá. Anh em chúng con sẽ hát tặng chú một bài và đồng thời là test luôn cái chất âm của cái bộ dàn này nhá. Bật cho anh bài karaoke. Bật cho anh bài karaoke. Chuyển sang YouTube. Xin
nhiều tình yêu trong thời chiến trước nay mấy người mơ ước cho tròn. Càng khổ càng đau thì tình yêu càng sâu nữa dắt nhau đi về bên. Ngăn cách bây giờ cho mai muốn xuống về cũng thấy thẹn thùng sông núi. Mình sẽ dìu nhau đi khắp vùng trời quê hương. Con bướm đa tình kia sẽ dừng lại ở đây. Con đường xưa em đi và người mãn cọc thề, ngõ hồn dần tan đi. Anh làm thơ vô vi, khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Mấy mùa trăng vô quy vì mưa gió không về, trên trường anh bước đi. Quen đôi mi ngóng theo đường vắng hoa, hỏi còn ai cố chi? Theo năm tháng hoài mong thư gửi đi mấy lần, đợi hồi ấm chưa thấy. Em mới nhớ rằng đây còn có anh tìm ngày, hằn thương nhớ vơi đầy. Ngày đi người đã hứa toàn những lời chan chứa, còn hơn gió hơn. Một lần thứ kể nghe chuyện dương gió, kể nghe chuyện thương mơ. Nhưng em vắng hồi thứ hay là em hững hờ, hoặc là em không nhớ. Anh đâu khác người xưa ngày nắng đêm mong chờ tình yêu nói cho vừa. Từ lâu đành xa vắng đời trong ngàn cay đắng, hỏi em biết chỉ cần một hồi ấm là em mừng vui lắm, cớ sao em buồn lòng. Vâng đây, đây là đôi loa mà anh em con vừa bóc thùng đấy, thùng của nó đấy. Thùng nó rất là to và hai lớp thùng. Thì hàng bọn con sẽ đóng cẩn thận là chú nên là gửi đi xa, chú có thể yên tâm nhé. Toàn bộ các cái thiết bị này cũng là thiết bị mới hết, bọn con vừa bóc thùng ra. Thì đối với những cái dòng loa 312 này thì tiếng chép và tiếng bass của nó rất là êm mềm. Tiếng chép thì nó không bị chói tai và rất là dễ hát karaoke. Vâng này, một lần nữa con rất là cảm ơn chú đã tin tưởng và ủng hộ Hoàng Long. Thay mặt cho toàn thể công ty thì anh em chúng con rất là cảm ơn chú và chúc chú thật là nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống chú nhé. Xin chào và hẹn gặp lại chú ạ.